Anh Lâm, anh Lâm, anh nghe tôi nói gì không? Anh Lâm, anh dậy đi. Anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm, anh Lâm à, anh làm ơn dậy đi, tôi năn nỉ anh đó. Anh dậy đi, nếu không thì chúng ta sẽ chết đó. Anh Lâm. Ngọc Hoa, may quá. Ngọc Hoa, bây giờ mình mau nghĩ cách trốn khỏi nơi đây đi. Anh chờ em nha, để em cắt dây cho anh. Nó chắc quá, cắt không được anh ơi. Dù ít thôi Ngọc Hoa, cô có cố công cũng không được gì đâu. Đây là sợi dây của ma thuật mà, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Cách gì bây giờ? Nếu không thoát khỏi nơi đây thì cả hai chúng ta chết chắc. À, tôi nhớ ra rồi. Trước khi đi mẹ tôi có nói, con yêu tinh nào cũng có một vật bên mình, nó giống như là bùa hộ mạng gì đó. Cô nhớ lại xem, bà ta có quý báu một vật gì đó không? Tôi đem trả cho người đây. Chị mang trà cho chủ nhân. Tôi có gọi nhưng mà không thấy chủ nhân lên tiếng. Cút ra ngoài, tao cấm người. Dạ. Từ đây về sau không được bước chân vào đây khi ta chưa cho phép, nghe chưa? Dạ. Đúng rồi, có miếng ngọc. Mụ ta rất quý vật đó. Hình như là mụ ta luôn cất giữ cẩn thận bên mình. Có phải sợi dây bà ta đeo trên cổ không? Đúng rồi. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách lấy nó khi mụ ta áp sát lại gần. Còn bây giờ cô mau đi đi, mụ ta mà bắt được thì sẽ giết cô đó. Không, em không thể đi mà bỏ anh ở đây một mình được. Tôi không sao đâu, cô đi đi. Nếu không cả hai cùng chết ở đây không được đâu. Đi đi, cô đi thì còn nghĩ được cách để cứu ta. Đi đi Ngọc Hoa, đi đi. Đồ phản phúc, ngươi định đi đâu? Ngươi tưởng ta không nhận ra bộ mặt phản bội của ngươi sao? Từ lúc thằng này bình yên vô sự lọt được vô đây là ta đã nghi ngươi rồi. Đồ khốn. Thưa chủ nhân, chủ nhân hiểu lầm rồi. Tôi sợ hắn bỏ trốn nên tôi vào đây canh chừng thôi. Câm miệng. Ta cũng muốn thay thế ngươi từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩa tịch ngươi đã phục vụ ta suốt 5 năm nên ta cho ngươi sống thêm một vài tuần trăng. Nhưng hôm nay ngươi đã đi quá giới hạn ta cho phép rồi. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đi cùng với tên này. Không được giết cô ấy. Ngọc Hoa, thả cô ấy ra. Ngọc Hoa, cô có sao không? Ngọc Hoa, thả cô ấy ra. Cô ấy không có tội gì hết. Ta đã may mắn cho nên mới lọt vào đây được. Thả cô ra đi, có giỏi thì giết ta đi.
các ngươi cũng biết tên nhau à? Cảm động quá, các ngươi làm ta sắp khóc rồi nè. Được thôi, vậy thì ta sẽ chiều ý các ngươi. Bây giờ ta sẽ hút linh hồn của ngươi trước mặt nó, và sau đó ta sẽ giết nó. Mày dừng lại đi. Ngọc ơi, đừng mà, thả anh ấy ra đi. Tôi xin bà đó. Cấm mồm. Trả cho ta. Ngươi trả cho ta mau, nếu không ta sẽ giết nó. Không được làm hại cô, không được làm hại cô. Ngươi trả cho ta đi, rồi ta sẽ thả ngươi và nó ra. Ngoan, đưa sợi dây cho ta. Mà mày làm hại cô, tôi sẽ đập bể nó. Không được đập bể. Ta sẽ thả nó ra, ta sẽ cho ngươi và nó đi. Để này cho ta. Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, thả ra đi. Thả con ra tôi sẽ trả lại cho bà. Trả lại này cho ta, nếu không ta sẽ giết nó. Trả lại đây cho ta. Trả cho ta, được như không con tiên tỷ này sẽ chết. Đừng đưa nó cho bà ấy. Trả cho ta. Đập bể nó đi, để cứu mọi người. Trả lại đây cho ta. Nhanh lên, trả lại đây cho ta. Trời ơi, tôi trở lại thành người rồi, tôi sống lại rồi. Tôi sống lại rồi, tôi thành người lại rồi. Mà sao tôi không thấy gì hết? Tôi cũng vậy. Giờ sao? Mà tôi không có thấy gì hết. Mà có ai ở đây không vậy? Bà chết rồi. Bà ta chết rồi, cô có sao không? Bà ta chết rồi. Em không sao. Bà ta chết thật rồi sao? Phải, bà ta chết thật rồi. Bây giờ cô đã được tự do. Mình phải đi cứu mọi người và tìm cha anh. Đúng rồi, mình đi. Đi anh. Mọi người ơi, mọi người ơi, đừng sợ, bình tĩnh đi, mọi người đừng có sợ. Mọi người ơi, không phải. Cậu là ai? Tôi tên Long. Còn người đi cùng với tôi đây là Cầm Hoa. Cô ấy cũng bị mụ yêu tinh bắt cóc 5 năm nay rồi. Mụ yêu tinh bây giờ đã bị tiêu diệt rồi. Mọi người đã được tự do rồi. Mụ yêu tinh chết rồi sao? Cậu nói có thiệt không? Phải. Bây giờ thì mọi người hãy ngồi yên tại chỗ đi nghỉ ngơi, đừng có đi đâu hết. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cách để chữa trị đôi mắt cho mọi người. Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Mọi người ơi, mọi người cho tôi hỏi, mọi người có biết một người đàn ông tên Mộc, có vợ tên Nụ, và trên có một cái thẹo trên trán không? Không, tôi không có thấy. Không thấy. Tôi không có thấy ông.